Dịp cuối năm để phục vụ nhu cầu buôn bán, các tiểu thương thường nhập rất nhiều hàng hóa để trữ kho, quầy hàng của mình. Vì vậy, tâm lý ít quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, chữa cháy là không thể tránh khỏi. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy cuối năm luôn được các lực lượng chức năng quan tâm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra. Sau 20 năm đưa vào sử dụng, cơ sở vật chất của ngôi chợ này đã xuống cấp nặng, lối đi chật hẹp, hệ thống điện chằng chịt, trong khi hàng hóa được bố trí nhiều khiến ngôi chợ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Mấy cô cấp khẩu dao hết, không có để điện ở trong quầy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở ban quản lý là có cái thùng để chữa cháy đó, là coi như là ban quản lý cũng bảo cho mình là coi như khi mà có cái bão đồng gì đó là họ đánh kẽn. Tết Nguyên đán đang đến gần, thời điểm này nhu cầu mua sắm của người dân rất cao, đặc biệt là các mặt hàng, quần áo, vàng mã. Để chủ động phòng cháy chữa cháy, ban quản lý mỗi chợ đã đầu tư trang thiết bị chữa cháy, thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tập huấn biện pháp phòng cháy chữa cháy cho các hộ tiểu thương theo phương châm 4 tại chỗ. Đầu tư hệ thống máy bơm chữa cháy hoàn thiện, rất hiện đại. Và chúng tôi cũng đã lập hồ sơ theo dõi, cũng đã hướng dẫn bà con tiểu thương tại những cái ngành hàng, quầy hàng mà có nguy cơ cháy cao thì mua sắm từ 1 đến 2 bình chữa cháy tại chỗ. Do đó, để đảm bảo an toàn cháy nổ dịp cuối năm, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền và nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại chợ.